Dạ vâng, em xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em lại làm một cái video ngắn để giới thiệu cho các bác một cái cây kéo cắt tỉa cành trên cao hàng 5m các bác nhé. Đấy thì nhà em cung cấp từ cái hàng 3m, hàng 4m, hàng 5m. Nhưng cái video này em cũng chỉ giới thiệu cho các bác là cái cây kéo hàng 5m hàng Đài Loan mẫu của Hàn Quốc nhé. Thì em bây giờ em sẽ quay tổng quan cho các bác tham khảo một lượt vào cái cây kéo này. Đấy, đây tổng quan. Và em cũng xin giới thiệu chi tiết cho các bác về cái cây kéo này. Thì em cũng giới thiệu luôn cho các bác là cái cây kéo này có 3 chức năng chính. Một là cắt tỉa cành, hai là thu hoái hái hoa quả từ trên cao xuống, và ba là cưa cành. Đấy. Thì cái chức năng đầu tiên mà em muốn giới thiệu là chức năng cắt tỉa cành ấy, thì nó ở phần lưỡi kéo đây. Thì lưỡi kéo đây thì được làm bằng thép nha các bác nhé. Đấy, thép đen. Em đã mài rất là sắc rồi. Cái thép đen này thì đảm bảo cho các bác là sử dụng thì không bao giờ nó hàn gì được. Thì cái trường hợp mà các bác sử dụng ấy, mà nó nhựa nó dính ra thì các bác lấy cái dầu đèn, lấy dầu đèn nhá, các bác lau sạch đi cho em cái phần lưỡi. Còn về cái phần chức năng giữ hoa quả thì cái bộ phận vàng vàng đây là cái chức năng giữ hoa quả, thì các bác chỉ cần bóp như kiểu bóp phanh xe đạp, nhưng các bác giữ chặt đấy, hạ từ từ xuống đất. Rất là nhiều những video trước thì em cũng đã test thử cho các bác về những cái kéo cắt tỉa cành trên cao nhà em sử dụng rồi. Thì bác nào mà muốn tham khảo ấy, hãy ấn đăng ký kênh, hãy theo dõi em ở những video trước thì em giới thiệu rất là chi tiết và test thử cho các bác về cái cây kéo này rồi. Video này em cũng chỉ giới thiệu về cái lại cái mẫu kéo này thôi. Đấy là về cái chức năng giữ hoa quả là cái bộ phận vàng. Còn là về cái chức năng cưa cành thì khi mua những cây kéo này thì nhà em tất cả những cái hàng cây kéo cắt tỉa cành trên cao nhé, nhà em đều tặng cho các bác một cái lưỡi cưa bằng thép, thép trắng cũng không bao giờ han gì nhá. Những cái sản phẩm này thì trừ khi các bác sử dụng mà các bác va đập mạnh đấy, nó bị cong cần và cong cái thân kéo ấy, thì nó hỏng thôi. Chứ còn nếu mà trường hợp mà các bác cắt tỉa bình thường thì kể cả như dùng 575 cái lưỡi kéo và cái lưỡi cưa này cũng không bao giờ cùn được, không bao giờ han gì nhá. Lưỡi cưa này cũng mài rất là sắc rồi. Đấy, các bác lắp lưỡi cưa thì các bác chỉ việc xoáy cái con ốc này ra cho em. Đây các bác chỉ việc xoáy con ốc này ra. Đấy, xoáy con ốc này ra và các bác đây nó có hai cái gen, hai cái ốc này thì các bác lắp đúng hai cái lỗ này nhá. Và hai cái con ốc này thì các bác xoáy chặt lại. Đấy, các bác xoáy chặt lại thì các bác sử dụng thôi. Đấy, sử dụng thì rất là đơn giản. Đấy, các bác cứ sử dụng như là kiểu bóp phanh xe đạp ấy, cưa thì mình chỉ việc cầm cả thì mình cưa thôi. Đấy là về cái cách sử dụng của nó. Còn nãy em sẽ giới thiệu đến phần thân kéo. Thì cái cây kéo 5m này thì các bác kéo kịch ra là được 5m. Đấy, cộng với cơ thể người thì các bác có thể là cắt được cái chiều cao khoảng độ tầm 7m, 7m rưỡi. Hoặc là bác nào cao thì có thể là cắt tầm hơn 7m rưỡi nữa. Đấy. Và liên kết với nhau bởi hai cái lẫy này. Đấy, các bác kéo kịch vào nhé. Kéo kịch vào thì nó là 2m2. Đấy, tùy thuộc là cái độ cao của cây thì các bác cứ kéo kịch ra. Đấy. Cây cao quá thì các bác cứ kéo kịch hết. Còn nếu mà cái cây chẳng hạn 3m thì các bác chỉ lấc kéo đến lấc cắt tầm 3m thôi. Đấy, liên kết với nhau bởi hai cái lẫy này nhá. Thì cái thân kéo này thì gồm 3 khúc. Đây là một khúc này. Và cái khúc giữa này là 2. Và cái khúc chính đây là 3. Đấy, các bác cứ kéo ra, ở trong này nó có những cái lẫy rồi. Đấy, video trước thì em cũng đã chia sẻ cho các bác rồi. Đấy, và cái những cái lẫy này. Đấy, ở đây nó có một cái lỗ này, các bác cứ kéo ra này, nó khớp vào cái lỗ thì các bác sử dụng thôi. Thế là về cái phần thân kéo. Còn đây thân kéo đây thì thiết kế cho bác là một cái tay cầm bằng xốp như này nữa, để đảm bảo cho bác là giơ lên cao nhé. Tay cầm này thì có thể là các bác di chuyển được. Đấy, di chuyển được nhé. Đây em sẽ di chuyển các bác cùng tham khảo này. Đấy, các bác có thể di chuyển được. Đấy, một tay em cầm máy quay thì nó cũng di chuyển nó hơi khó. Đấy, tùy thuộc vào cái tay cầm của các bác như nào thì các bác di chuyển vào đúng cái tầm tay cầm nhé. Đấy, thì đảm bảo cho các bác là sử dụng cái này thì khi mình giơ lên cao ấy, mồ hôi tay ra nó sẽ không bị trơn trượt. Còn về cái phần tay bóp đây. Tay bóp đây thì khi đóng gửi đến tay các bác thì em sẽ đóng trong một cái túi ni lông như này, để đảm bảo cho các bác là khi vận chuyển này nó không bị xước xác hoặc ảnh hưởng đến phần chất lượng của cây kéo. Đây này em đã bỏ sẵn ra một cái để em giới thiệu luôn cho các bác cho nó tiện này. Đấy thì ở đây nó có một cái lẫy nhá. Đấy, cách sử dụng của nó thì ở đây nó có một cái lẫy. Thì các bác chỉ việc bóp chặt vào như này. Đấy, các bác tháo cái lẫy này ra. Đấy thì sử dụng khi mình bóp như này thì ở trên đầu kéo kia nó sẽ hoạt động. Ở trên đầu kéo nó sẽ hoạt động nhá. Đấy thì các bác bóp như kiểu bóp phanh xe đạp thôi. Muốn giữ hoa quả thì các bác bóp chặt vào như này thì là các bác giữ hoa quả thôi. Còn nếu mà các bác cắt tỉa cành thì các bác chỉ cắt như này, các bác bỏ ra luôn thôi. Ở thân kéo đây thì làm cho các bác một cái dây tay phanh này. Dây tay phanh này thì rất là to. Và ở đây nó có một cái lò xo trợ lực nhá, để đảm bảo cho các bác là cắt nó sẽ lực nó cắt của mình ấy, nó sẽ được nhẹ hơn. Tay bóp này cũng làm rất là chắc chắn nhá. Đấy, sử dụng thì khi các bác sử dụng xong ấy thì các bác lại chỉ việc đóng lại cái chốt này. Đấy, đóng lại cái chốt này cho em, để khi nó khít lại cái lưỡi kéo ấy, thì mình sử dụng thì nó sẽ được bền hơn. Đấy là về cái phần tay bóp. Đấy, thiết kế làm từ những con ốc này rất là chắc chắn nhá.
Nếu mà các bác sử dụng cẩn thận này, nhà em có những cái cây kéo ấy, sử dụng khoảng 3-4 năm rồi nhưng mà vẫn sử dụng bình thường nhé, và vẫn như mới. Những cái kéo này thì nó không bị han gỉ thì sử dụng rất là bền. Nên là về cái cây kéo này thì em cũng xin giới thiệu lại là nhà em cung cấp tất cả các dụng cụ nông nghiệp, kéo cắt tỉa cành này, đấy, mau liền ra cây này, rồi tất cả những cái cưa, đấy, hàng cưa tốt và những cái mẫu kéo cắt tỉa cành trên cao, hàng 3m này, hàng 4m, hàng 5m, đấy, hàng Liên Doanh cũng có, hàng Đài Loan cũng có, hàng Nhật Bản cũng có nhé. Đấy, bác nào mà có nhu cầu ấy, hoặc là các bác muốn mẫu cụ thể thì các bác hãy kết bạn Zalo cho em. Ngày qua hai cái số điện thoại mà em để ở góc màn hình ấy, để được đặt hàng, hoặc là các bác có kết bạn Zalo thì bên em sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho các bác từng những cái mẫu kéo và cách sử dụng. Đấy, bác nào không hiểu ấy, thì em sẽ hướng dẫn cho các bác là cái cách sử dụng luôn. Đấy, về những cái cây kéo này. Đấy, còn bây giờ thì em cũng xin kết thúc này video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.